Ok, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Anh em thân mến, phần đầu clip tôi xin được gửi những cái lời cảm ơn chân thành nhất gửi đến tất cả các anh em ở trên kênh. Nhờ có các anh em mà tôi ngày hôm qua đã có một cái video thứ hai đạt 500 lượt like, kèm theo đó là rất nhiều những cái tương tác giúp cho cái video trên kênh đã được lên đề xuất anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và hy vọng là anh em vẫn tiếp tục like cho tôi ở trong cái video clip này. Anh em vẫn tiếp tục tương tác giúp tôi cho đến cuối tuần. Đấy, để cho từ bây giờ đến cuối tuần tôi sẽ có 7 cái video liên tiếp đạt khoảng hơn 500 lượt like. Đấy, kèm theo rất nhiều tương tác thì kênh nó sẽ có thể là quay lại cái mốc ban đầu, khi mà trước khi tôi đổi tên kênh nha anh em nhá. Rất là mong muốn là anh em có thể giúp đỡ tôi, chứ cái đợt này toang quá anh em ạ, không khác gì lập kênh mới luôn. Ui, Tuấn Cơm Idol à? À, anh em gà này chắc là fan kênh đấy. Chào anh em cái. Tôi đợt này tôi còn bị ốm nữa đây anh em ạ. Anh em thấy giọng tôi mấy cái buổi hôm nay toàn bị ngạt mũi thôi. Đấy, nhưng mà bây giờ mà không làm ấy thì bao giờ làm nữa. Bây giờ mà không làm nha là kênh mất hẳn đề xuất luôn. Là toang luôn. Đấy. Mấy cái hôm thực ra giọng này tôi cũng không muốn là ra những cái clip mà cái giọng của mình ấy nó không perfect. Đấy, nó có cái triệu chứng ngạt này rồi thì ho rồi thì cục khặc. Nó làm cho cái video nó mất hay đi. Đấy, nhưng mà thôi, bây giờ nó phải công nghiệp một tí để dã man. Anh em cũng đừng có trách tôi. Thực ra tôi nói thế cho vui thôi, giả vờ là công nghiệp thôi anh em. Đấy, nghe thì nó rất là công nghiệp, nhưng mà thực ra thì nó lại là thủ công đồ mỹ nghệ đấy anh em. Không công nghiệp lắm đâu anh em. Rồi, tôi chốt đồ lại anh em nhá. Rồi, ghép được cái chấm lan này, ghép luôn thì ra được cái con ngựa heo clay cầm chấm lan cũng ok. Tí nữa có thể cho đồ cho ngựa nha anh em nhá. Đấy. Và tại sao tôi lại ghép như này thì thực ra là tôi nhớ là hôm trước có một anh em hay là hai anh em hay là ba anh em, thậm chí là bốn hoặc có thể là năm. Đấy, có mong muốn là tôi chơi bộ Clay tối thượng. Anh em bảo là cái bộ Clay nó yếu rồi nên là bây giờ khó tối thượng hay là nó yếu, nó không mạnh. Thì hôm nay chơi nha anh em nhá. Chơi những cái bộ yếu rồi tôi lại đam mê, tôi thích chơi. Ok. Ui, lừa. Lừa rồi. Bài ra hơi linh tinh anh em ạ. Tính xem nào, nếu mà bây giờ tôi bán 5 con đi là tôi sẽ có 5 tiền, là nó lên 10 đìa. Ok, chắc rau này bán đi kiếm tí tiền đã. Rất có thể chúng ta sẽ phải eco mà dù chúng ta chốt đồ rồi. Đấy. Mà bài không được ngon cho lắm. Từ từ đã. Cái bộ Clay này thì có rất nhiều anh em yêu cầu. Đấy, Clay tối thượng rồi thì Clay Glacier, Clay kẹp với cả cái gì? Metalist à. Clay kẹp với Aegis, Clay kẹp rồng, Clay kẹp các kiểu. Rất nhiều các cái thể loại Clay luôn. Đấy, hôm nay chơi có like gì thì ra thì chơi nha anh em nhá. Ra con gì chơi con đấy. Căn bản vì có nhiều anh em yêu cầu bộ like quá. Đấy, hôm trước còn có anh em kêu là cái bộ like này nó khá là yếu, không chơi được cái meta hiện tại. Nên là tôi thử đi thì có rất nhiều anh em yêu cầu, nên là có thể tôi hôm nay tôi chơi. Mặc dù cái bộ cái này tôi không thích chơi đâu. Bộ này anh em biết mà, trên kênh của tôi trao đổi với anh em nhiều. Bộ này không phải cái bộ sở trường của tôi cũng không thích chơi lắm. Đấy. Biết chơi, không thông thạo nhưng mà biết chơi vừa đủ để chơi đâu. Vừa đủ để có những cái kiến thức cơ bản liên quan đến cái việc là đấy, vẫn là tính toán xả tiền cắt chuỗi các kiểu các thứ. Thì là cái bộ này là nói chung là cũng gọi là hơi biết. Thôi rồi. Đấy, tranh thủ giai đoạn đầu này thì cứ giữ tiền một chút anh em ạ. Mình tính bao giờ 2 sao rồi tính sau. Đấy, đoạn này thì vẫn phải eco thôi. Chứ còn đấy anh em nhìn này, đối thủ mạnh tí ơi, ăn làm sao được. Cái tầm Clay mà đầu game ấy thì nó phải có 2 sao cơ. Là Blade Clay hoặc là Heo Clay 2 sao thì mới đỡ được. Hai con 2 tiền 2 sao thôi. Berserker này. Nhưng mà thôi, không. Thôi không. Tôi mua con này. Thế thôi, xong rồi để 20 tiền anh em nhá. Rồi, tranh thủ đầu game eco, sau đó thì tôi cũng như thường lệ thôi. Đấy, là xin được cảm ơn các anh em đã ủng hộ cho kênh. Cái đoạn này đầu game thì tôi cũng chưa kịp nói. Các anh em hôm qua có donate ủng hộ cho tôi thì các anh em nghĩ là tôi quên đúng không? Nhưng mà không anh em, tôi không quên.
khi mà cái clip ngày hôm sau, khi mà anh em donate xong ấy, mà hôm sau tôi sản xuất clip, thì chắc chắn là tôi sẽ cảm ơn luôn ở trong cái clip ngày hôm sau. Tuy nhiên có một vài anh em donate cho tôi trong cái khoảng thời gian mà tôi đã sản xuất trước cái clip trong vòng một tuần rồi. Đấy, trong cái khoảng thời gian đấy thì tôi up dần những clip tôi sản xuất trước đấy thôi. Và anh em donate cho tôi trong cái khoảng thời gian đấy thì chắc chắn là tôi sẽ chưa kịp cảm ơn. Và tôi sẽ cảm ơn sau trong những clip tiếp theo nha anh em nhá. Anh em thông cảm với tôi. Rồi, và phần đầu clip như thường lệ tôi xin được cảm ơn các anh em đã ủng hộ cho kênh. Tôi xin được cảm ơn anh em Trần Duy Mãi và anh em Nguyễn Bá Hưng đã donate cho tôi qua ví Momo. Cùng với đó tôi xin được cảm ơn anh em Văn Bình DKC đã donate cho tôi qua tài khoản Super Chat ở trên YouTube. Và đương nhiên là tôi cũng sẽ không thể quên được cảm ơn các anh em đăng ký hội viên giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định, hay người ta còn gọi là anh em trả lương cho tôi hàng tháng ở trên YouTube. Đó chính là anh em Quốc Phong, anh em Trần Quốc Đạt, anh em Nguyễn Hà Văn, anh em Tuấn Nguyễn, anh em Nguyễn Xuân Trường, anh em Nguyễn Văn Tuấn, anh em Phạm Thành Thái, anh em Nguyễn Hoàng Anh, anh em Majin Bu và cuối cùng là anh em Nguyễn Việt Anh. Cảm ơn tất cả các anh em rất nhiều. Nhờ có 300 anh em hội viên mà tôi có thể sống sót qua cái tháng này mà không cần quan tâm đến cái việc là tôi có bị bóp tương tác, có bị mất cái quảng cáo trên YouTube hay không. Đó thực sự đó là một cái chỗ dựa về mặt tinh thần, về mặt vật chất, là sự vui sướng khi mà được anh em yêu quý và hỗ trợ. Đó là một cái niềm ước ao, một cái niềm mơ ước của bất cứ một cái người làm YouTuber hay là một cái người streamer nào. Thật sự là không phải ai cũng giành được nhiều những cái tình cảm như vậy đến từ các viewer ở trên kênh. Tôi nói thật với anh em là cái kênh này của tôi thực ra nó duy trì ấy, cũng là nhờ các anh em hội viên là chính. Một lần nữa xin được cảm ơn toàn thể các anh em hội viên. Rồi, chúng ta sẽ đến với con game ngày hôm nay anh em nhé. Hôm nay chắc chắn là sẽ chưa cờ like, chứ tôi cũng không có chuyển gì lằng nhằng đâu. Đấy, nhưng mà để ra được cờ like thì chúng ta sẽ phải roll, bởi vì nó không tự ra. Nhưng mà roll thì roll ở trong cái thời điểm sau nha anh em nhé. Thunder là vào được. Hay là cho hai đỏ nhỉ? Hai đỏ cái kẹp đánh rau quái phải ngon hơn. Mua làm nào nó đỡ bị thọt tiền anh em ạ. Trận này hơi đen một cái là gì? Là chúng ta thứ nhất là ra của like. Thì tôi cứ nghĩ là tôi có thể làm content được của like ở giai đoạn đầu ấy, bởi vì ra con heo của like sớm. Đấy nhưng mà không. Lừa. Đấy của like lừa. Bây giờ chưa ra. Chưa ra thêm con nào cả luôn. Vẫn là bốn cái con của like từ đầu đó. Đấy, cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là mặc dù là tôi đã đen rồi nhá, tức là ra của like lừa, không ra lừa thì thôi. Tôi chấp nhận là eco thôi, nhưng mà vấn đề là eco không ra eco anh em ạ. Tức là tôi sẽ bị đẩy máu rất nhiều. Đấy, tôi lại vẫn phải bỏ bài vào. Tôi chơi. Thế cho nên vừa kêu xong thì nó lại ra anh em ạ. Nó cứ thế thôi. Được đấy. Ok đấy nhở. Như này ăn được không? Trông có giống là ăn được không nhỉ? Hay là chơi an toàn up 6. Rồi chơi an toàn anh em ạ. Up 6 đi. Lỗ 1 tiền thôi nhưng mà chúng ta kiếm được thêm một quyển sách. Đấy chơi an toàn. Rồi không sao. Round 11 thì nghỉ một round. Xong round 12 là tôi xả tiền luôn đấy mà. Anh em ạ, tôi xả tiền luôn mà. 28 tiền tôi cũng xả. Nhưng mà chắc round sau là khoảng được hơn 30 tiền. Hơn 30 tiền thì tôi cũng xả được. Đã ok rồi. Xả sớm rồi form bài thôi anh em ạ. Bài nó không ra ấy, nên là chúng ta phải roll nó. Đấy là cái điều đương nhiên. Ok. Hút máu trừ giáp. Rồi lấy được cái món đồ hút máu trừ giáp là ok rồi. Rồi. Nhìn thế thôi nhưng mà vẫn yếu lắm anh em ạ. Toàn 1 sao. Bây giờ phải lên được 2 sao cơ. Lên được 2 sao thì mới chơi được. Heo Clive 2 sao, ít nhất là con heo Clive 2 sao và 6 Clive. 6 Clive kẹp với 2 Glacier hoặc kẹp với cả Human đánh ở level 7. Đấy, tầm này chưa đánh được. Ok. Thôi nói chung là giữ được bao nhiêu máu thì giữ thôi. Chứ tầm này tôi nghĩ là vẫn thua. Đấy, ủa, đội hình Assassin khỏe này không ạ? Thế thì cũng không đỡ được hả?
Nhưng mà trận này có kẹp con sói và nó đẻ kinh quá nhở. Ây à, cũng căng đấy. Ơ, nhưng mà tôi trông của tôi khá là mạnh đấy nhở. Ê ăn à, ăn à, vãi đài. Thế mà anh em nào bảo tôi là cái bộ này nó yếu ấy nhở. Vãi cướp toàn một sao ạ. Thế thôi, xả tiền luôn vậy. Ra ngoài xả tiền nha anh em nhá. Quá hợp lý. Cho luôn là con eco anh em ạ. Nhưng mà thôi. Rồi, đồ rồi. Ok rồi đấy. 6 Clive vào. 6 Clive, 2 Glacier. Glacier. Như bình tĩnh. Rồi, tạm thời thế đã anh em ạ. Tất nhiên là tôi sẽ không ham gì quyển sách. Tôi sẽ phải là kẹp Glacier. Đấy là đương nhiên. Rồi. Bây giờ xin gặp cái thằng top 1 để cắt chuỗi cái nhờ. Ổn áp rồi chứ. Mà cái bài Clive này tôi nghĩ là không yếu đâu anh em ạ. Tôi vẫn thấy nhiều anh em ở trên kênh kêu là bài Clive yếu đi. Bị cái bọn mết nó hành à? Mết Saman nó hành à? Không anh em, làm sao có chuyện mết Saman hành được Clive. Bộ Clive lúc nào nó cũng là cái bộ counter bộ mết đấy anh em. Ui ôi, ra Dragon Clive luôn. Ui thế tuyệt quá nhở. Quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Thôi được rồi. Thế là chúng ta không cần phải kẹp cái con CM vào nữa. Có Glacier, có sách luôn. Bây giờ cứ thắng là sẽ được sách. Được đấy. Rồi. Hai thằng có chuối anh em ạ. Ui rồi ôi, này gặp thằng nào cũng ăn được luôn. Hai cái thằng kia thì có thằng Vinh Còi chơi có cái con heo kẹp vào với cả Warrior thì tôi nghĩ là chưa đủ 6 Warrior thì vẫn ăn thoải mái luôn. Đấy, gặp luôn này. À không, nó đã đủ 6 Warrior rồi, bỏ heo rồi. Thế thì cũng hơi căng đấy. Ồ, thế thì cũng hơi căng đấy nhở. Không, 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 nhưng mà cái con ngựa ở tôi là 2 sao cơ. Ui ngựa ơi. Máu tụt hơi kinh đấy. Ui, ngựa bị chứa giáp rồi. Ngựa chết rồi. Ui, ngựa chết rồi. Ui, ngựa chết rồi. Ngựa chết nhưng mà vẫn ăn được không? Có ăn được không? Ui, căng, 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 căng. Ui, giời ơi. Cắt chuối luôn. Hay quá đi mất rồi. Tôi cứ nghĩ là con ngựa chết thì là không ăn được. Nhưng mà rồi cuối cùng vẫn ăn được anh em ạ. Được đấy. Rồi, có thằng SPV. Gặp lốt cái thằng SPV đi. Chỗ này có thể là Glacier Clive nhá anh em nhá. Nếu mà không ra được Human thì chơi Glacier Clive cũng được. Với level 9 là 6 Clive kết hợp 4 Glacier. Được. Chơi được anh em. Máu 74 máu, bây giờ giữ máu 74 máu. Ok. Ui gặp luôn này, hay quá. Thằng này khỏe hơn. Thằng này nó là Hunter Ego Seed. Kẹp với cả Doom à. Cả Doom 4 Ego Seed. 4 Ego Seed 3 Hunter. Lắm 2 sao đấy. Ui ui căng 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 căng. Ui Hunter bắn khỏe đấy. Nhưng mà ui cắt chuối 2 lần liên tiếp luôn anh em ạ. Rồi dã man quá đi mất tôi. Ui xong rồi. Quá tuyệt vời anh em ạ. Ui rồi ôi lại ra 6 human luôn này. Ui chuyện này cơ hội lên 12 đấy. Được quá nhờ. Thế là bây giờ dí một phát là lên 9 luôn phải không? Dí lên 9 là kiếm sách rồi. Chuẩn rồi, chuẩn bài rồi anh em ạ. Hay quá thì mất rồi. Được thế nhở. Bây giờ sách cắn hết lên 9 thôi anh em. Lên 9 càng sớm càng tốt để có thể form được chuẩn đội hình. 6 Glide kết hợp với cả 6 Human. 6 Glide, 6 Human 3 mét ở level 9. Quá càng luôn. Hay quá, mà cái con ngựa ở tôi ấy. Con ngựa này đúng là nếu mà bây giờ nhá, thắng liên tục luôn. Đàm cực kỳ to. Hy vọng là nó sẽ không chết như là những cái round trước. Để chúng ta tận dụng được cái lượng đàm. Tôi lấy đồ cho con này rồi. Yên tâm, chuẩn đồ luôn rồi. Chém lan, hút máu, trừ giáp. Quá căng. Được thế nhở. Tí nữa lấy cướp điên nữa. Cực điên nữa, ngon luôn. Rồi, chúng ta lên 8 nữa này. Round sau đủ tiền lên 9.
Đấy, round này thắng một cái round sau đủ tiền lên 9 luôn. Ok. Lấy dao luôn, không nói nhiều. Đồ trận này dồn hết cho xích thổ anh em nhá. Rồi, bỏ con này đi. Con nào lên được 2 sao bỏ thôi. Chỉ cần 2 sao thôi. Nói chung là tôi biết là tôi chưa like, nhưng mà tôi chưa biết là tôi sẽ kết hợp với cái gì đâu anh em ạ. Có thể nó sẽ là cái bộ Clay Metalist ấy, nó là một cái bộ mạnh đấy nhá. Metalist Clay chơi trận này cũng hay luôn. Anh em biết tại sao không? Bởi vì trận này rất nhiều Warrior. Anh em để ý mà xem, trận này có rất nhiều người chơi Warrior. Nên chúng ta có thể chơi cái bộ Metalist kẹp với Clay cũng ngon, đánh được Warrior counter. Vì cái bộ Clay này nó khá là sợ bộ Warrior đây anh em, khá sợ ấy, lên game sợ phết ấy. Ủa, ra Bad Omen này. Ra Bad Omen à, ra Bad Omen thì từ từ nhá. Cái con này nó ở trong cái hệ Warlock. Chúng ta có thể chơi là gì? 6 Warlock anh em ạ. 6 Warlock kẹp với 6 Clay, đánh được Warrior luôn. Counter và Warrior luôn. Đấy, trận này ra Warlock rồi đúng không? Đúng không? Có phải không? Thế thì có thể là chúng ta sẽ chơi Warlock nha anh em nhá. À, to lẹ vậy à? Ừ, đấy anh em biết tại sao to rồi đấy. tự nhiên nó lại to luôn. Đấy, đang yếu yếu, đang eco, sao tự nhiên nó lại to thế nhở? Ảo thật sự. Máu thì còn nguyên 74 máu. Đấy, thấy đầu game eco không? Ừ, eco đâu, giả vờ eco mà. Đấy, cũng như tôi nói với đầu game với anh em đấy. Đây rồi, thôi đúng rồi anh em ạ, Warlock thật rồi. Warlock thật rồi, Warlock thật rồi. Warlock chứ không phải Glacier. À, thế à. Thế làm sao? Thế thì chúng ta sẽ phải là chơi 6 Warlock, nhưng mà đánh ở level 12 đấy anh em. Glacier thì chỉ cần level 11, nhưng mà Warlock thì nó lại là level 12. À, mắc bình tối thượng luôn. Đấy, hay là chúng ta giả vờ nhỉ? Giả vờ là không chơi nhưng mà tí nữa. Nhưng mà bây giờ giả vờ không chơi có được không? Giả vờ không chơi nữa, không chơi Warlock nữa, để lừa nó, cho nó ra con Bad Omen 2 sao. Không, tí nữa chơi. Hợp lý không? Hợp lý đấy. Cứ bình tĩnh anh em, từ từ đã. Chưa có gì mà phải sấn sổ, phải mua Warlock sớm làm cái gì cả. Anh em thấy tôi cực kỳ bình tĩnh luôn. Tôi chưa thèm pick cái con Dark Spirit vào đâu anh em. Đấy, rồi anh em biết là có chưa chắc đã là Warlock. Cứ từ từ bình tĩnh. Rồi, không có gì mà phải vội cả đâu anh em. Mua con mấy cái con đấy á, nó chưa phải là cái đội hình form. Bây giờ anh em tôi, bây giờ tôi lên 10 ấy, là chắc chắn là tôi sẽ kẹp cái con Bad Omen rồi đúng không? Thế thì cái con Velomancer tôi mua làm cái gì? Tôi chả để làm cái gì cả. Con đấy kích hệ thôi mà. Đấy, bao giờ có Kira này, hay là bao giờ tôi lên được 12 này thì tôi mới bắt đầu tôi lấy con đấy chứ. Còn bây giờ tôi ôm con đấy làm gì? Sao tự nhiên là cái round vừa rồi tôi thọt mất một tiền. Bây giờ thà mình cứ từ từ bình tĩnh. Nhưng cái con 5 đô thì lấy thôi, vì nó khó ra. Đấy, chứ còn con 4 đô tí nữa roll ra ngay mà. Có gì đâu. Đấy, giả vờ là eco này. Rồi giả vờ là chơi Warlock này. Xong lại còn giả vờ là chơi một cách công nghiệp để làm video nữa. Nhưng mà thực ra anh em thấy là cũng không công nghiệp lắm đâu. Đấy, cũng không, không phải là không Warlock lắm đâu, hay là cũng phải không phải là eco lắm đâu. Nói một hồi chả biết ông nói cái gì luôn. Vinh còi lại có chuối kìa, ảo ma Calada luôn. Vinh còi lại có chuối thì mình lại gặp lại lần nữa, lại cắt chuối lần nữa vậy. Round tiếp theo thì chúng ta sẽ lên 10. Chắc chắn rồi, lên 10 thì kẹp gì? Đương nhiên nó sẽ phải là Bad Omen. Đấy, để counter vào Warrior. Chả may gặp Warrior, 9 Warrior trong cái thời điểm round 21 ấy. Là Vinh còi 53 tiền kia là lên được 21, là lên được 9 rồi. Sẽ là 9 Warrior. Có rất nhiều người đang 50 tiền ở level 8 nhá. Đấy, ở đây tôi đếm có 4 người 50 tiền ở level 8. Khả năng là những cái người đấy sẽ lên 9 ở round 21. Nó sẽ là đúng tiến độ của những cái người khác, nên là chúng ta cũng sẽ phải đúng tiến độ của chúng ta. Đá ma pháp à? Ok, có đồ cho già này.
Nhưng mà tôi không ghép cái trượng bão đâu. Bộ này nó không cần trượng bão anh em ạ. Rồi, lên 10 cái đá này. Đấy, mà lên 11 là sẽ kẹp Glacier luôn. Rồi, tôi sẽ không ghép một trượng bão anh em nhá. Món này để lại đâu. Ở đây có cái giảm hồi chiêu là ngon hơn này. Đấy. Còn anh em biết là lý do tại làm sao không? Có thể là sẽ có các anh em biết lý do tại làm sao và có anh em chưa biết. Nhưng mà tí nữa anh em sẽ biết tại làm sao. Đấy. Mục đích cả anh em ạ. Giữ lại món đồ đấy tí nữa chơi với cái nhà gì. Đấy. Tương lai chúng ta sẽ phải đánh cái nhà gì thì chúng ta phải lấy cái đồ counter cái nhà đấy. Cứ bình tĩnh. Tí nữa là mới lộ ra anh em ạ. Rồi, lại ra hai con ngựa có lên con này 3 sao nhỉ? Trông có vẻ có hốp đấy. Ngựa lên 3 sao à? Cũng được. Nhưng mà ôm hai con ngựa nữa thì lại thọt một chút tiền rồi. Thực ra nếu mà cho hai con này chúng ta có 5 con nữa. Thiếu 3 con nữa, 4 con nữa thôi. Thêm 4 con ngựa nữa là lên được 3 sao à? Thế thì cũng được. Rồi, đây nhá anh em, chốt luôn này. Đến cái đoạn này là chúng ta sẽ phải pick con này. Ok. Được chưa? Rõ ràng chưa? Đấy, nó đã lộ cho anh em xem chưa? Lộ phết rồi đấy anh em ạ. Ơ, cái gì cả? Ai đồ không chơi bộ lạ sao mà được lên TV? Cứ top 1 là được chứ việc gì mà phải lạ nhỉ? Mà sao biết là không lạ? Tại sao lại không phải là lạ? Đây rồi, bắt đầu mua vào nha anh em nhá. Hôm nay mua rồi đấy. Chúng ta lên được level 11. Vẫn còn thiếu hai sách. Quên, tính nhầm anh em ạ. Rồi, thôi để trả lời bạn fan cái đã. Thực ra, cái việc mà thắng ấy, tôi nói thật với anh em. Anh em cứ nghĩ là thế, anh em thấy video clip của tôi toàn top 1 đúng không? Nhưng mà anh em thử vào chơi đi xem là anh em có thắng nhiều top 1 không? Đấy, cái việc thắng thôi là nó đã là hay rồi. Tôi phải nói thật với anh em là như thế. Tại làm sao mà thắng? Nó phải là cái trong cái quá trình chơi. Nó phải như nào mới thắng được chứ anh em, đúng không? Đấy, thế nên là tất cả những cái clip thắng ấy thì nó vẫn là cứ là hay. Nó, anh em đừng có nói là clip thắng thì là nó là công nghiệp nha anh em nhá. Không hề. Nó thắng là nó là hay rồi đấy anh em ạ. Còn thắng tại sao lại thắng thì đấy, anh em phải chú ý vào thì anh em mới biết được. Còn anh em cứ đổ cho là thắng là vì là hên cũng đúng đấy, nhưng mà chả nhẽ lại hên mãi anh em. Hên thì hên một hai trận thôi chứ làm sao mà cứ hên mãi ngày này có tháng khác. Nó phải thế nào cho anh em đấy. Rồi nhá anh em nhá. Còn anh em nhiều khi anh em cũng phải tinh tế một chút, anh em nhận ra có nhiều cái tôi không nói đâu. Tôi nói thật với anh em như thế, có nhiều cái là tôi không nói. Tại sao nó lại như thế? Đấy, để cho anh em tự suy ngẫm. Thế nó mới hay anh em ạ. Nhiều anh em là cứ phải tua đi tua lại một cái đoạn nào đấy. Có nhiều cái là tôi chia sẻ rất là kỹ lưỡng, nhưng mà có những cái mà thực ra vẫn cứ để anh em, để anh em tự nhận ra. Nhiều cái tinh tế lắm anh em ạ. Rất nhiều cái rất là tinh tế luôn. Mà không phải tự nhiên mà nó lại có chuỗi thắng, hay là không phải tự nhiên mà tôi lại giành chiến thắng đâu. Đấy, nó làm cả một cái quá trình tu luyện, rèn luyện rất là nhiều, rất là một cái khoảng thời gian dài, chơi được rất nhiều những cái live khác nhau để có thể là tu ra được đấy. Nghiệm ra được cái này nó là còn phải là bao nhiêu giờ chơi đấy, bao nhiêu giờ kinh nghiệm đấy anh em. Cũng như anh em đi làm ấy, anh em đi làm anh em có kinh nghiệm làm việc ấy, anh em đi xin việc anh em có một cái kinh nghiệm CV ở trong CV của anh em, thì tôi cũng thế. Tôi có một cái kinh nghiệm làm về cái con game này đấy, kinh nghiệm chơi, kinh nghiệm xây dựng các cái đội hình từ rất nhiều những cái mùa rồi đấy, từ rất lâu rồi, nên là cái việc mà bây giờ tôi lắm được tất cả các cái đội hình ấy. Meta thì nó là một chuyện thôi, nhưng mà còn những cái yếu tố cốt lõi ở từng đội hình nữa, mà có rất nhiều cái mà nó chỉ cần một cái nhỏ thôi, nó rất nhỏ thôi nhưng mà nó lại tạo lên cái chiến thắng đấy. Cái này thì các anh em chắc là nếu mà anh em hiểu game này, anh em cũng sẽ hiểu ra cái vấn đề mà tôi muốn nói đến. Đó chính là cái tham minh. Cái tham minh là một trong những cái mà nó cực kỳ quan trọng luôn. Vẫn là cái đội hình như thế, vẫn là những cái món đồ như thế, nhưng mà tham minh ở những cái thời điểm khác nhau, nó có những cái sức mạnh khác nhau. Cái đấy thì nói chung là bây giờ mà để mà mô tả ấy, thì nó rất khó. Mô tả rất khó. Có anh em chê là cái bộ này yếu, đương nhiên rồi, bởi vì cái giai đoạn anh em nó không phải cái giai đoạn này.
Đấy, cái giai đoạn anh em nó là cái giai đoạn mà nó đã yếu rồi nhá anh em nhá. Đấy, nó không còn có thể mạnh được nữa. Đấy, còn những cái giai đoạn mà nó mạnh thì anh em không tận dụng được. Nên là cái tham minh của nó quan trọng lắm. Đồ là một chuyện, anh em lấy đồ giống hết tôi. Đấy, kể cả cho là giống hết đi thì anh em cũng sẽ không thể nào đánh giống hết được với cái sức mạnh đội hình. Chắc chắn là cái điều đấy. Rồi, rồi, lấy được một cái giáp xoay thôi. Đấy, nhẹ nhàng thế thôi, nhưng mà vẫn mạnh anh em ạ. Vẫn mạnh. Trận này tôi không có những cái món đồ ngon như là món đồ Kira. Đấy, hay là dây truyền kháng. Nhưng mà nó vẫn mạnh. Đây rồi, đã split đây rồi. Ok. Lên 12 thôi thì chúng ta sẽ có đủ bộ đấy. Chỉ còn 2 round nữa thôi anh em ạ là chúng ta lên được 12. Quá tuyệt vời. Đó, tôi sẽ lấy cái món đồ này luôn anh em nhá. Nó sẽ là cái ngọc giảm hồi chiêu. Đấy. Và lý do tại làm sao thì có lên chia sẻ luôn không nhỉ? Nhiều khi là đấy, anh em xem đến cái đoạn này anh em mới biết là tại sao đúng không? Đấy, nhưng mà tôi ấy, ngay từ cái giai đoạn ban đầu khi mà tôi nhìn thấy những cái đối thủ ấy là gì, là tôi đã biết là tôi phải lấy những cái đồ gì rồi. Và chính cái đấy nó đã tạo ra cái sự khác biệt rồi anh em ạ. Thì tôi cũng chia sẻ với anh em luôn là trận này ấy, tôi thấy có rất nhiều warrior. Nên là tôi đã để dành một cái ngọc để tôi ghép cái RO cho Dark Spirit anh em nhá. Đấy, nó đơn giản là như thế thôi, nhưng mà nó đã tính toán được rất lâu rồi, chứ không phải đến bây giờ tôi mới tính. Đấy. Bây giờ là cái RO tôi sẽ ghép luôn ở cái round 20 à round 30 luôn. Đấy. Úi có RO luôn này, thậm chí là đấy anh em. Tính toán nhưng mà đấy nó lại còn là hay, nhưng mà nó còn ca may nữa thì chắc chắn nó là rơi vào tầm là vô địch. Anh em à, tại sao nó lại có cái RO ở đây? Bởi vì là tôi đã để sẵn ở đây tôi đợi. Đấy, em thấy không? Rồi, kiếm con đắt 2 thôi anh em ạ. Chúng ta kiếm con đắt 2 nha anh em nhá. Ui, ra được con Battle Man 2 sao. Nhưng mà con này phụ họa thôi. Kinh hệ rồi anh em ạ. Tôi cần con đắt 2 cơ. Đây rồi. Được, đấy. Thôi lóc lại. Rao này từ từ đã. 6 lóc mà. Lốt rao này là chúng ta lên. À không, không cần lóc. Cho luôn. Cần gì lóc, cần gì lóc, cần gì lóc. Được anh em, không cần lóc. Rao này thắng là chúng ta có sách rồi. Rồi bán mấy cái con này đi thôi. Hợp lý, 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 hợp lý. Cần gì lóc, cần gì. Hay quá anh em ơi. Này thì Aegis Seed Hunter này. Anh em bảo Aegis Seed Hunter mạnh đúng không? Tôi không thấy mạnh lắm anh em ạ. Đánh ở level 10 này, nhìn này. Trời ơi. Quá wow, tuyệt vời luôn. Thôi rồi, xong rồi đấy. Khô máu luôn. Rồi. Rao sau xả tiền kiếm con đắt 2 nữa thì các bạn thôi xác định luôn. 6 lock. Thiếu một con. Hay quá nhờ. Linh hồn ánh sáng cũng được nha. Tạm thời chơi con này đã. Rồi. Cho hẳn 2 con đắt vào cho nó máu. Bây giờ tôi có tới đặt tới 3 cái bãi hố đen luôn. Warrior cứ sang đây thì cứ phải gọi là bố luôn. Warrior thì quỳ thôi anh em ơi. Warrior đâu. Lắm Warrior lắm. Đấy, chơi Clay sợ gì Warrior đúng không? Đấy, anh em nhìn này. 9 Warrior đúng không? Kinh đấy. Ây da, ây da, ây da. Kinh đấy, căng đấy. Ui, con này đấm khỏe đấy nhở. Con này đấm khỏe đấy nhở. Hai con đát của tôi thả nhìn, anh em nhìn cái bãi của nó kìa. Dã man luôn. Rồi bây giờ solo. Solo. Này đát vẫn còn sống nhá. Ui rồi ôi, đát là nó thả xong phát là thôi. Con đùm này coi như xác định luôn. Đùm trượt rồi bạn ơi. Ui rồi ôi, nhìn cái con đát của tôi kìa. Nam của nó còn to hơn cả con ngựa luôn. Đốt đau ấy cả đái luôn ấy. Để. Con đát vớ vẩn nó còn ra trước cả con Agali hay sao ấy. Đây rồi, 6 block. Ok, đủ 6 block anh em nhá. Xong chưa? Quá tuyệt vời. Đấy, để đấy xem là xem có chuyển chiếc gì không. Đát hút máu thấm vãi. Ui chả thấm. Con đấy là cái con một bình nó cao tờ Warrior đấy. Anh em thấy không? Tôi đã để sẵn đồ nó để chiến rồi. Ngay từ đầu game thấy nhận thấy nhiều Warrior tôi đã để sẵn rồi mà. Tôi để sẵn đồ cho con đáp rồi. Bây giờ thì nói chung là vô tư đi anh em ạ. Trận này không vô địch tôi xóa game luôn. Nói cho nhanh.
Beat gì? Vô tư. Beat à? À beat, beat thì hơi sợ, beat thì hơi sợ, beat thì hơi sợ. Ui con ngựa tôi chết rồi kìa. Ok. Ôi chết rồi, thôi xong rồi. Ui con này thì nó lại bị Doom và cái con Battleman không gọi được đệ. Ok, chưa chắc. Nhưng mà nếu mà cái con đệ này mà nó ra sớm hơn thì có thể là tôi sẽ không mất chuỗi đâu. Đấy, khả năng là mất chuỗi rồi. Nó dồn đồ cho con Medu thì chắc là không ăn được rồi. Battleman bị Doom anh em ạ, cay thật. Mất chuỗi cho cái thằng sắp chết rồi. Thằng này gặp Warrior thì chết rồi. Đỡ làm sao được. À xin à. Xin à. Ừ thôi xin rồi, coi như là món quà chia tay trước khi chia tay thôi. xin cái quả xin này là hơi tự tin đấy. Nhưng mà bạn chưa đánh giá đúng cái tình hình rồi. Xin quả xin hơi sớm ấy. Xin, nhưng mà xin có biết chuyển bài không? Liệu rằng là xin có biết chuyển bài để counter Warrior không? Này Warrior mạnh lắm đấy nha. Nó vả cho hai vả thì bốn máu kia thì lọt một con là bay màu đấy chứ còn gì nữa. Nên nhớ là con Doom nó dí vào ấy thì cái con Medu xác định luôn là bị Doom, là không có có hú ở đâu. Đấy, cứ ngồi đấy mà xin. Tôi chỉ cần nhìn đội hình thôi tôi biết là ván sau là ra đi rồi. Còn từng lấy tiền nhá, mà cắt được chuỗi của tôi với 20 tiền đấy mà không biết xử lý thế nào thì ván sau đi thôi. Đấy, còn mà gặp tôi là tôi sẽ xử lý ván sau nhẹ nhàng lắm để thoát qua được cái cửa của bọn Warrior ván sau. Đấy, nhưng mà với người khác thì tôi không dám chắc là có thể sống được qua cái ván round tiếp theo nếu mà cứ ôm khư bộ ít như thế. Rồi tôi sẽ lấy cái món này anh em ạ. À, tại sao không phải là búa lan mà lại là cái này? Ồ. Lạ chưa, anh em thấy lạ chưa? Đó, nó sẽ có cái sự khác biệt trong cái việc lấy đồ giữa late game. Món đồ trấn phái tiếp theo nó lại là một cái BKB2 cơ. Tuấn Cơm có vẻ chơi rất lạ luôn. Rồi ok, anh em cứ tin tôi, để xem cái thằng mà nó vừa xin tôi ấy, nó có sống nổi ra sau không. Rao sau cần gặp thằng Vinh Còi là bay màu thôi mà, tôi khẳng định với anh em luôn. Rồi thôi bán cái con này đi, nó không lên được hai sao anh em ạ. Tí nữa tôi kẹp Wizard vào. Tạm thời như thế, xong rồi tôi thay, tí nữa thay vào. Cá lông còn chưa ra đâu, tí nữa thay cá lông anh em nhé. Đấy, may là không gặp Vinh Còi đấy. Đấy nhưng mà gặp cái thằng FPV thì cũng đi thôi. Là Exorcist counter vào beat kinh lắm đấy nhá. Nói chung là tôi thấy cái việc xin đấy nó cũng chỉ là món quà chia tay. Tôi tập về hiệp đấy, em thấy chưa? Trời ơi, tôi nói rồi, kiểm soát trận đấu nó phải gọi là perfect luôn. Rồi, tạm thời thế thôi anh em ạ. À, bình tĩnh, không có gì vội cả. Xin. Không thể nói gì, đi à? Từ từ bạn. Xin thì từ từ ở lại xem như là những người vừa tặng quà bạn chơi như nào chứ. Vừa xin xong cái bay màu xong rồi là đi luôn đấy. Chán đi. Nhanh đi. Thua lại không? 6 Clay kẹp với cả 6 lock mà thua được cái bộ Exorcist này thì tôi cũng lạ đấy. Không thua được. Hai màu anh em ạ. À, chưa chết được hai màu. Trận này có khi không chơi Glacier đâu anh em ạ. Trận này có khi là bỏ Glacier đi. Ok thôi bỏ luôn, chả cần. Lùi luôn rồng 3, ngựa 3, 6 Warlock. Hợp lý.
Ui chết rồi, con Dash Spirit nó bị bớ kìa. Nhưng vẫn kịp thả cái RO anh em ạ. Ui mẹ ơi, nhìn cái con chúa quỷ của tôi, của nó bớ vào cái con Dash Spirit của tôi kìa. Đấm con đéo chết luôn. Ôi giời ơi, nhìn kìa. Đấm mãi mà chết từ cái con Dash. Nhưng mà anh em nhìn nó đẩy kìa. Vãi cướt, nhiều máu vãi đái luôn ạ. 29 máu trong round vừa rồi. Vãi đái. Warrior nghe nói là counter vào Clive à? Sao tôi không thấy giống như là nó counter vào Clive được ấy nhở? Trông đẩy 29 máu. Nó đã gọi là mắc tối thượng với một cái con ngựa xích thố đây rồi. Tôi sẽ để cái round 36 rồi roll hết tiền nha anh em nhá. Hết tiền đẩy một phát là con ngựa 2 sao. À, con ngựa 3 sao, con Dash 2 sao, con Velom 3 sao và con rồng 3 sao luôn. Bây giờ tầm này tiền chưa đủ để lên 3 sao hết anh em ạ. Một round nữa nha anh em nhá. Round 35 tích tiền này. Sau đó đến round 36 chúng ta sẽ roll. Đấy, tích 2 round, tích tiền 2 round. Rồi, thằng này thì chắc là round này chết, còn thằng tinh còi nữa thôi. Đấy, thế là ok. Xong. Round này giết một thằng xong round 36 kết thúc trận đấu. Wow, ok luôn anh em ạ. Ôi trời ơi. Vinh còi ơi. Vinh còi đi trước cả STV ạ. Vãi cả đài luôn. 24 máu, mấy màu luôn. Giời. Chán thế nhở. Thế là mọi dự tính của tôi cuối cùng là vẫn là sai. Ơi giời. Chán đời. Mặc dù là tôi thấy là tôi sai đấy, nhưng mà anh em có thể là có anh em sẽ thấy là tôi vẫn đúng. Đấy thì anh em thấy tôi đúng thì anh em lại cho tôi một like nha anh em nhá. Chúng ta đã đến cái giây phút và chúng ta lại tăng tương tác cho nhau rồi. Đấy, xin được cảm ơn toàn thể các anh em xem kênh nhá. Và hy vọng là các anh em vẫn sẽ đẩy tương tác cho tôi ở trong cái video clip này. Nếu mà anh em có thời gian, anh em có thể chọn clip bên trái. Một trong những cái siêu phẩm xoay bài từ cái bộ Feather và Counter bộ Mết cực kỳ hay luôn. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải. Saman Mết chuyển God Mết đối thượng. Cho anh em nào mà đang tìm hiểu về meta Mết Saman anh em nhá. Và cuối cùng, đối với các anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh hoặc donate để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!